mẹo dân gian mà không tốn một xu nào của các bác đây. Đấy, những ai đang bị vấn đề về dạ dày nhá, dương tính với HP và gì đau dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, sung huyết hang vị dạ dày, thì các bác áp dụng ngay cái bài thuốc dân gian này cho em nhá. Nhìn cái lá sung này là đơn giản thôi anh chị, thế nhưng nó lại vô vàn tác dụng luôn. Cô chú anh chị nào đang ở trên đường like của em, hãy lưu lại ngay cái video này, ngày mốt ngày mai mình có thể áp dụng luôn. Mẹo dân gian mà không tốn một xu nào của các bác đây. Đấy, những ai đang bị vấn đề về dạ dày nhá, dương tính với HP và gì đau dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, sung huyết hang vị dạ dày, thì các bác áp dụng ngay cái bài thuốc dân gian này cho em nhá. Nhìn cái lá sung này là đơn giản thôi anh chị, thế nhưng nó lại vô vàn tác dụng luôn. Cô chú anh chị nào đang ở trên đường like của em, hãy lưu lại ngay cái video này, ngày mốt ngày mai mình có thể áp dụng luôn.